Thưa quý vị, với tiềm năng du lịch sẵn có cùng với hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ hoàn chỉnh, Bình Thuận đang trở thành địa phương thu hút nhiều sự quan tâm khi có cơ hội bứt phá hơn để hoàn thành trước thời hạn các mục tiêu du lịch đã đặt ra. Và mới đây thì vào ngày 5 tháng 4, lễ chuẩn bị mặt bằng và triển khai xây dựng sân bay tại Phan Thiết đã được diễn ra. Theo kế hoạch thì sân bay Phan Thiết sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022, cùng thời điểm hoàn thành với cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết. Hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh của Bình Thuận đã và đang khuyến khích nhà đầu tư chiến lược như Novaland, Rạng Đông, các đơn vị vận hành quốc tế Radisson, Mövenpick, Novotel, Sentara Hotel mạnh dạn góp mặt về công trình này. Bình Thuận đã thu hút nhiều dự án bất động sản du lịch quy mô lớn với đầy đủ các tiện ích du lịch nghỉ dưỡng, giải trí sức khỏe đẳng cấp như Nova World Phan Thiết, Tiến Thành Phan Thiết, Nova Hills Mũi Né Resorts and Villas Mũi Né Phan Thiết. Những năm qua, tốc độ tăng trưởng hai chỉ tiêu cơ bản của ngành du lịch của Bình Thuận là thu hút khách du lịch và doanh thu từ hoạt động du lịch luôn duy trì ở mức cao. Lượng khách du lịch tăng ổn định, bình quân giai đoạn 2015-2020 tăng 10% đến 12% một năm. Doanh thu du lịch tăng trưởng cao, bình quân giai đoạn 2015-2020 tăng 18% một năm. Đây thực sự là động lực mới để du lịch Bình Thuận vươn lên xứng tầm khu du lịch quốc gia với mục tiêu đón 9 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 1,5 triệu lượt khách quốc tế, đạt tổng doanh thu 24.000 tỷ đồng vào năm 2025. Sân bay Phan Thiết khi hoàn thành sẽ giúp thành phố này trở nên gần gũi hơn với du khách miền Bắc, vốn trước nay yêu thích du lịch tại các vùng biển miền Trung. Tháng 1 năm 2021, sân bay Long Thành cũng đã khởi công, dự kiến hoàn thành vào năm 2025 và chỉ cách Bình Thuận hơn 1 tiếng di chuyển. Hệ thống sân bay sẽ giúp nâng cao tỷ lệ khách quốc tế cao cấp, đón các đoàn khách charter trong tương lai, thúc đẩy kế hoạch đưa Bình Thuận thành điểm đến du lịch số 1 khu vực và thế giới. Theo Ủy ban Nhân dân Bình Thuận, tỉnh này đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một điểm đến du lịch và nghỉ dưỡng đáng mơ ước cho các mục đích du lịch biển và giải trí, du lịch thám hiểm và thể thao, du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và đặc biệt là du lịch hội nghị MICE.